Ok cho anh em, hôm nay shop được về được ít cái hộp nha mọi người. Đa phần này là cái hộp hết. Hộp này thì cho anh em đựng chì, lưỡi câu, ba cái thứ linh tinh lặt vặt á. Anh em để vào hộp gom lại cho nó gọn nha. Rồi, để mình lên cụ thể từng món cho mọi người xem. Shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không đến shop lên á, thì anh em gửi cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok mọi người, đó. Thì đây là mấy cái hộp từ Nhật về, thì đây là hàng đã qua sử dụng nhé. Đây đó, mà công nhận mấy cái hộp từ Nhật về nó thì mấy cái khớp nối như này nó làm rất là chắc nha mọi người đó. Thì đây nó chỉ có một ngăn bự này thế này thôi đó. Thì cái này thì chuyên về cho anh em đựng lưỡi câu nè, lưỡi câu mà anh em để trong dạng bịch đó mọi người đó, và đựng chì, đựng mồi mềm đó, đừng mấy cái thẻo nó vô đây đó, đây một hộp này đó. Thì mấy cái hộp được sản xuất tại Nhật này thế này thì anh em cũng đã biết thì chất lượng này quá ok rồi đó. Rất là chắc nhá, cái này thì cực kỳ chắc luôn đó. Đây, rất ok. Thì một hộp này thì mình bán với giá là 65k nha mọi người, 65k một cái. Thì cái này á, chiều ngang này á, nó thì sẽ là 21 cm nha mọi người. Chiều ngang 21 cm. Chiều dọc này á thì nó sẽ là 21, chiều dọc này sẽ là 12 cm, và chiều cao nó sẽ là 7 chấm, là chiều cao sẽ là 4.7 cm nha mọi người. Đây, chiều cao nó cỡ nhiêu đây. Một hộp này là 65k nhé. Mã số 1 mình sẽ có hai hộp nha mọi người. Hai hộp. Nói chung thì hàng nó qua sử dụng nhé. Đó. Tiếp theo mã số 2. Số 2 thì nó mình vẫn có hai hộp đây. Đó, vẫn là hàng của Nhật về, hàng có sử dụng. Đây, cũng bị hộp của Nhật. Đó, Japan. Thì vẫn vậy thôi, đó, một ngăn. Chuyên về cho anh em đựng thẻo, đựng lử, đựng chì. Đó. Cái này thì các bạn chắc rồi, anh em yên tâm. Đó. Đựng mấy thứ linh tinh lặt vặt. Thì cái hộp này nó chiều ngang này á, thì nó sẽ là 18.5, chiều dọc này nó sẽ là 10 cm nha mọi người, 10 cm, và chiều cao nó sẽ là 3.3 cm nhé. Mọi thứ ok hết, nói chung là không bể, không lỗi, không nứt gì hết nha. Rồi, giá công khai cái hộp mã số 2 giá sẽ là 60k. 60k mã số 2. Số 2 thì mình sẽ có hai hộp thôi nha em. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 gửi cho mọi người là một cái hộp món là của Nhật về nha mọi người. Đây. Japan nhá. Đó. Hộp này là hộp trong. Đó, thế này. Vẫn có một ngăn. Hộp này cũng còn rất là chắc đây. Cái hộp này chắc khỏi bàn. Đó. Thì chiều ngang này nó sẽ là 18. Chiều dọc này sẽ là 10, và cao nó sẽ là 3 cm nha anh em. Chiều cao sẽ là 3 cm. Rồi, giá công khai mã số 3 giá sẽ là 55k này, 55k mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Đây, mã số 4 vẫn là cái hộp của Nhật về nhau nha mọi người. Đây. Mình xếp bên. Hộp này còn giá khá mới nè. Đó, vẫn là một ngăn, còn rất là chắc luôn. Đó, chắc thử có cái móc treo nè. Thì cái hộp này nó sẽ đây, thông số đây anh em. Chiều ngang này nó sẽ là 16.5, chiều dọc này sẽ là 10, chiều dọc này sẽ là 9.5, và chiều cao này, nó sẽ là 3 cm nha mọi người, 3 cm. Đây, mã code đàng hoàng nhé. Rồi, giá công khai vẫn vậy nha mọi người, vẫn là 55k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Đây, số 5 vẫn là một cái hộp của Nhật. Đây, Mitsubishi. Đó. Số 5 thì nó nhỏ gọn nha anh em. Nhỏ gọn. Nó vẫn có một ngăn. Đó. Đây, đó. Rất là nhỏ gọn. Thì cái này chiều ngang này sẽ là 16. Chiều cao này, chiều dọc này sẽ là 9 cm, và chiều cao nó sẽ là 3 cm thôi nha anh em. Rồi, giá công khai mã số 5 giá vẫn là 55k.
Tiếp theo qua đây. Qua đây sẽ là mã số 6. Mã số 6 mình sẽ có 3 hộp. Đây, vẫn là hộp của Nhật nha anh em. Đây. Japan. À, hộp này nó vẫn có một ngăn thôi. À, hộp này vẫn là hộp đã qua sử dụng, hàng sản xuất tại Nhật. À. À, cho anh em về đựng chì, đựng lử, đựng mồi mềm, đựng mồi lua, thẻo câu, đó. Phao, tùm lum hết. Thì cái này nó chiều ngang nè, nó sẽ là 18.6, chiều dọc này nó sẽ là 10.3 và chiều cao nó sẽ là 3.4 cm. Đó. Thì mã số 6 này mình sẽ có 3 hộp thôi nha anh em. Mã số 3 hộp. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 giá công khai là 60k nha anh em. 60k mã số 6. Tiếp theo mã số số 7. Mã số 7 gửi cho người vẫn là mới hộp. Hộp một ngăn thôi nha anh em. Đây, một ngăn thôi nhé. Hộp cũng còn khá là mới. À, cái này mình sẽ có 3 4 hộp gì đó. Mình lên tượng trưng ở đây sẽ có 2 hộp thôi nhé. Hộp cũng còn tương đối chắc. Có móc treo nè. Đó. Vẫn là hàng của Nhật nha mọi người. Vẫn là hàng của Nhật. Japan. Thì cái chiều ngang này á, nó sẽ là 21 cm nha mọi người. Chiều dọc này nó sẽ là 12 cm và chiều cao sẽ là 4.5 cm nha, 4.5 cm. Rồi, mã số 7 giá công khai là 65k nha anh em. 65k mã số 7. Đó. Rồi, tiếp theo lên đây. Lên đây nó sẽ nhiều hộp giống nhau. Đây, tiếp theo mã số 8. Thì tất cả cái này nó đều cùng cái thông số cho nha mọi người. Đây cùng một chỗ sản xuất à. Hộp của hàng này nè mọi người. Con Mỹ Hồ gì nè. Đó, đây con Mỹ Hồ nè, Japan. Thì nó sẽ khác màu thôi. Đó, khác màu. Thì hộp này nó sẽ có là nếu đúng của nó sẽ có là một cái ngăn nè, hai ngăn nè, ba ngăn, 1 2 3 4 4 ngăn nha mọi người. Nó sẽ có ba cái thanh trắng đây nè. Đó. Thì quê thì nó sẽ mắc đây, mắc thành trắng rồi. Đó, đi còn hộp không? Thành một ngăn. Thì anh em quê anh em có thể cắt mấy cái bìa cứng á, anh em nhét cái đây. Đây, nó còn giữ lại cho anh em nhé. Đó, nếu anh em độ chế lại vẫn ok. Đó, là mình bán với giá thành lý luôn. Thì cái hộp này á, nó có chiều ngang này nó sẽ là 20.5 cm, 20.5 cm. Chiều dọc này nó sẽ là 14.5 cm và chiều cao nó sẽ là 4 cm nha anh em. Đó. Thì hộp này vẫn là hộp Miho của Nhật. Đó. Thì mình cũng nói rõ nó là sẽ nó mắc ba cái này nha. Anh em về làm được anh em làm nha mọi người. Đó. Rồi, mình bán với giá là 65k một hộp nha mọi người. 65k một hộp. Thì mình sẽ có hộp màu trắng đây nè. Đó. Hộp đen nè. Đó. Thông số thì như nhau nhé. Vẫn vậy thôi, mấy hộp này sẽ mắc hết. Mắc cái thành trắng này nha. Đó. Ngang nè. Đó. Đây. Đó. Cái hộp này nó cùng thông số hết trơn nha mọi người. Đó. Đây cũng vậy. Đây. Đó. Hộp này email nè. Đó. Email nè. Đó. Đó. Cùng thông số hết nha mọi người. Đó. Nó chỉ đây, cũng có một hàng men nâu sản xuất thôi. Đó. Màu khác với cái nhãn khác thôi. Mấy hộp này thì rất là chắc rồi. Đó, về anh em có thể cắt cái bìa cứng anh em chặn từ chặn đây. Đó. Chặn đây thành 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đó, ngon lành. Đó. Rồi, giá vẫn vậy người. Đồng giá 65k. Đây, mau nè. Đó. Vẫn đồng giá 65k nha. Hộp này cũng còn tương đối mới. Đây, cái này nó còn một cái thanh chặn nè. Nó thế này. Bây giờ anh em kiếm cái bìa cứng cứng nào như cái này nè để vô chặn rồi xong. Đó. Cùng thông số. Vẫn vậy nha, vẫn là 65k. Đây cũng vậy. Đây vẫn vậy. Nhiều lắm. Về chiếc này là chết luôn rồi. Đó, đây. Vẫn có gồm ngăn ra, chặn vào cho anh em chặn lại. Đó, anh em thích màu nào anh em lựa.
đây là rác nè, đó vẫn là của hàng Miho nè mọi người, đó đây, cũng vậy nhé, túi đồ hộp đen mai vẫn vậy nha mọi người, cùng thông số hết đẹp lốt inau khá là nhiều đó, bản của giá cho anh em là 65k một hộp. Bên đây thì hộp này sẽ bự hơn một tí nhé, đây cái này nó sẽ bự hơn một tí, cái này là xem như là mã đó là mã số 8 này, cái này mã số 9 nhé, vẫn là 65k. Thì cái này nó sẽ là chiều ngang này sẽ là 20cm nhân anh, chiều ngang sẽ 20cm, chiều dọc này nó sẽ là 13.2cm, nó sẽ bự hơn mấy cái hộp này tí nè, đây này bự hơn một tí, bự hơn một, cao hơn một chút đó, thấy không, rõ ràng. Thì hộp này vẫn vậy thôi, nó vẫn hộp này thì nó sẽ có nhiều cái ngăn chia ra hơn đây, đó. Rõ ràng, nhưng mà nó mất hết rồi, nó chỉ có một ngăn một thôi đó. Mình bán với giá cũng vậy này, 65k, mã số 9 đó. 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp đây, 4 hộp nha mọi người đó, 65k. Rồi, đó là những hộp mình lên dạng bản, mình còn không biết giá gọi là giá thanh lý hay giá sao nữa, mà giá sẽ là công khai 65k. Rồi, anh em cần cái nào thì anh em báo mình sẽ đóng hàng gửi cho anh em, chỉ một đơn thôi mình vẫn gửi nha mọi người đó, giá shipping mình sẽ là 30k một đơn. Rồi, cảm ơn mọi người.